đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Gian quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022. Sau phần tin có bài An Giang tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Bí thư Thành quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố Châu Đốc Lâm Quân Thi dẫn đầu đoàn công tác thành phố đến khảo sát thực tế một số địa điểm dự kiến diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Châu Đốc năm 2022. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế về các điều kiện thuận lợi, cho việc bố trí địa điểm diễn tập phần thực binh, sơ đồ bố trí khu tập trung bí mật của lực lượng tham gia diễn tập, khu vực bố trí lều trại, giả chiến, khu vực dành cho khách tham quan, giao thông đi lại thuận tiện tại các khu căn cứ chiến đấu, khu thực binh A2 công an, khu thực binh A và khu tiếp nhận dự bị động viên qua khảo sát nhằm thống nhất nội dung và chuẩn bị tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố sát giới đặc điểm yêu cầu chức năng nhiệm vụ biên chế tổ chức và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị đảm bảo cho nội dung diễn tập đạt kết quả cao an toàn về người và vũ khí trang bị Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS và tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm HIVS và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Đến dự có Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Lâm Quang Thi, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS và các tệ nạn xã hội thành phố chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời thành quỹ, quỹ ban nhân dân thành phố, những chủ trương, giải pháp trong tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022. Lễ hội Dí Bà Chú Sứ Núi Sam, lễ hội mắm Châu Đốc, An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022 và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố. Trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự so với cùng kỳ giảm. Năm trên 8 vụ, triển khai thực hiện hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hệ thống đăng ký cấp biển số xe tại công an cấp xã, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu các mặt công tác chiến đấu của toàn lực lượng tại hội nghị đã nhận được các ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các ban ngành đoàn thể ban chỉ đạo các phường xã góp phần bổ sung hoàn thiện đầy đủ toàn diện hơn về thực trạng tình hình kết quả đạt được những hạn chế thiếu sót cũng như đề xuất các giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lâm Quang Thi ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS và tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Châu Đốc. Qua đó yêu cầu Công an thành phố thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 948 trên quy đề UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Theo kế hoạch, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thành lập đoàn đi thăm tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi tặng 100 phần quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn. Tổ chức lễ giếng nhà bia, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam. Thực hiện cất mới sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình, người có công với cách mạng tổ chức đưa rước thân nhân liệt sĩ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời đảm bảo chi trả đúng đủ kịp thời chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo đúng quy định, để các hoạt động trên diễn ra đảm bảo thiết thực có ý nghĩa. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến và thống nhất nội dung phân công trách nhiệm các phòng ban ngành trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cho rằng, đây là nhiệm vụ thường niên mang ý nghĩa nhân dân, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với thương binh liệt sĩ nên cần tập trung thực hiện tốt. Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cần được tổ chức trang trọng thiết thực hiệu quả, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để thắp nến tri ân và dân hương diễn ra tốt đẹp. Song song đó, các ngành địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa công tác chăm sóc người có công, thực hiện tốt chính sách phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định số 78 trên NDCB ngày 4 tháng 10 năm 2002 của chính phủ trên địa bàn thành phố đến dự có ông Nguyễn Giang Hinh, chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, ông Trần Thế Loan, Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng ưu đại của Chính phủ giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn với 42.348 lượt hộ dây vốn. Hiệu quả của đồng vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Số hộ và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm hàng năm từ 2% xuống còn 0%. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tổng dư nợ quỹ thác cho dây qua 4 tổ chức chính trị xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố là 269.027 triệu đồng, tăng 258.257 triệu đồng so với năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng 2.358%. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Châu Đốc, nhất là khu vực nông thôn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn ưu đãi này còn tích cực đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của tính dụng đen, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã khen thưởng 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định 78 của chính phủ giai đoạn 2002-2022. Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện lần thứ 20 năm 2022. Tại buổi lễ ra quân, Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Quỳnh Thị Kim Ngân đã phát động lời kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh và các chiến sĩ tình nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của chiến dịch trong 20 năm qua, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, vai trò sung kích, sáng tạo, thi đua trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch mùa hè tình nguyện. Thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Nhân lễ ra quân, Ban vận động Quỹ vì Người Nghèo thành phố đã tặng hai căn nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Châu Phú A và phường Núi Sam. Các nhà hậu tâm hỗ trợ các săn lấp mặt bằng, sân bóng chuyền tại xã Vĩnh Châu với tổng trị giá các công trình hơn 100 triệu đồng. Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ huy Chiến dịch thành phố phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Phường Châu Phú A ra quân xóa bảng quảng cáo, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống rác thải nhựa, các tuyến đường trên địa bàn Phường Châu Phú A. Ngày 14 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 đến dự có bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, ông Lê Thanh Hảo, Phó trưởng ban dân vận thành quỹ Châu Đốc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Tết yêu thương, tổ chức trao tặng 272 phần quà cho người già neo đơn, hộ khó khăn, chi hội trưởng phụ nữ khóm ấp trẻ em thăm tặng quà cho các cô nguyên là lãnh đạo hội qua các thời kỳ thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hội phối hợp các ngành mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho 14 em, phối hợp trung cấp kỹ thuật, tổng hợp An Giang, mở 3 lớp nghề chả lụa heo và chế biến khô, thành lập 33 tổ, phụ nữ giúp nhau mua bảo hiểm y tế, có 338 thành viên, bàn giao 7 căn nhà máy ấm tình thương với tổng số tiền trên 512 triệu đồng hỗ trợ 65 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 37 triệu đồng. Tổ chức khui 4 tổ ống heo tiết kiệm với số tiền trên 102 triệu đồng, thành lập 14 tổ ống heo tiết kiệm có 287 thành viên giúp 14 hộ cận nghèo thoát nghèo, tiếp tục duy trì mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm tại các khóm. Bên cạnh đó, hội còn thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố với tổng nguồn vốn dư nợ trên 8 tỷ đồng cho 252 hộ dây, thực hiện chương trình triệu phần quà săn sẻ yêu thương, hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ 937 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà đồn biên phòng nhân hội quyện An Phú và trao năm học bổng cho trẻ em khó khăn dùng biên giới. Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Bích Phượng, tỉnh Quỹ Diên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa, dẫn động các nguồn lực chăm lo hội viên, trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19, duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên mới, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị công tác cán bộ năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã trao quyết định thôi giữ chức vụ đối với Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non dịnh Tế, trao 4 quyết định điều động bổ nhiệm đối với Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Mẫu Giáo, Tiểu học, và trao 3 quyết định bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học phát biểu tại hội nghị ông nguyễn duy trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố châu đốc đã chúc mừng các thầy cô được bổ nhiệm bổ nhiệm lại mong rằng trong thời gian tới các thầy cô tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm đoàn kết cùng tập thể sư phạm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh An Giang, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2022, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, so tuần rồi tăng 2 vụ, tăng 2 người chết. Khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại tỉnh Lộ 948 thuộc Tổ 2 ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải biển số 67C 07519 do Quỳnh Chí Công, sinh năm 1988, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển xe theo hướng chi lăng văn giáo, trên xe đi cùng với Mai Thế Đông, sinh năm 1982, ngụ ấp Hiệp Trung, xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Phía sau kéo theo thùng bơm bê tông. Khi đến địa điểm trên thì gia chạm với xe mô tô 67N143766, lưu thông cùng chiều, do Anh Châu Tiên. Sinh năm 1994, ngụ tổ 3 ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển phía sau, chở vợ tên Nàng Mát. Sinh năm 2000 và dạ con Châu Đa Linh, 12 tháng tuổi, ngủ cùng địa chỉ. Hậu quả, nàng mát tử vong tại hiện trường, nguyên nhân do Quỳnh Chí Công điều khiển xe ô tô dược không đúng quy định. Cùng thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 246 ca. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm 369 trường hợp trong đó đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện 41 trường hợp, ra quyết định xử phạt 389 trường hợp, cảnh cáo 15 trường hợp, tạm giữ 153 phương tiện, tước 65 giấy phép lái xe có 17 ô tô. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, trường tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022 thực hiện nhiệm vụ tăng cường đảm bảo các điều kiện an toàn trường học và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để giành được những thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập nhà trường tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phụ cập giáo dục, xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, phòng học thông minh, thư viện thân thiện, thiết bị vận động ngoài trời. Trong năm học vừa qua, trường tiểu học Trần Quốc Toản luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, nhất là chính quyền địa phương. Sự quan tâm ủng hộ của cha mẹ học sinh, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 921 1 VGH. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, chính phủ đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là các hoạt động thương mại trong nước, quốc tế dần được nối lại và dự kiến diễn biến sôi nổi trong những tháng còn lại của năm 2022. Trong bối cảnh đó, cùng với nhu cầu tiêu dùng của người dân có dấu hiệu phục hồi thì tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp trở lại. Các đối tượng buôn lậu dân chuyển trái phép, kinh doanh hàng nhập lậu vẫn còn diễn ra tại các địa bàn trọng điểm, nhất là tại các địa bàn biên giới như thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Tịnh Biên, An Phú và Tri Tôn. Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn tuần tra kiểm soát, khép chặt địa bàn, vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 vừa phòng chống các loại tội phạm. Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km với nhiều đường mòn, lối mở, nên các đối tượng tìm nhiều phương thức để đại giác vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ, nhập lậu về tập kết tại các khu vực bến bãi, bãi đất trống trong nội địa rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Các mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại, vàng, ngoại tệ, điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, thuốc tân dược các loại cùng các vật phẩm thiết bị y tế. Để qua mắt lực lượng chống buôn lậu, trong quá trình vận chuyển hàng lậu, các đối tượng và sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại để thông tin với nhau. Đồng thời, đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp thực hiện có trường hợp thành lập doanh nghiệp, tạo lớp vỏ bọc doanh nhân để đối phó với hoạt động điều tra truy bắt của các lực lượng chức năng. Điển hình những tháng đầu năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và khởi tố 6 bị can liên quan. Trong đó, thực hiện bắt quả tang các đối tượng có hành vi mua bán, nhập lậu trái phép vàng và ngoại tệ, đã thu giữ 3 kg vàng 4 số 9 nhập lậu từ Campuchia gần 190.000 đô la Mỹ và 700 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét khẩn cấp tiệm vàng, địa điểm tiêu thụ và các địa điểm liên quan đến các đối tượng bị bắt giữ. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành 77 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp giữa các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự hải quan, quản lý thị trường, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Kết quả những tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ 584 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm gần 30% so cùng kỳ năm 2021. Tăng vật thu được gồm gần 86.000 bao thuốc lá điếu ngoại, gần 10 tấn đường cát, hơn 5,5 triệu khẩu trang y tế các loại, hơn 23 kg vàng, trên 2 triệu đô la Mỹ, 25,5 tỷ đồng, trên 50 tấn phân bón, trên 27.600 lọ dầu các loại, gần 8.000 hộp mỹ phẩm và một số hàng hóa khác, tổng trị giá hàng hóa bắt giữ gần 130 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng quá tịch thu gần 6,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố 13 vụ, 17 đối tượng, giảm 2 vụ, tăng 8 đối tượng so cùng kỳ. Theo giám đốc công an tỉnh An Giang, Đinh Văn nơi nhờ thực hiện phối hợp liên ngành nên công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đã phát huy được hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, sớm ổn định được tình hình khi phát sinh phức tạp. Qua đó đã làm giảm rõ rệt buôn lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là việc vận chuyển hàng lậu bằng xe gắn máy trên tuyến quốc lộ 91, không để phát sinh hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao, đánh trúng các đường dây buôn lậu lớn, khởi tố, điều tra làm rõ các đối tượng chủ mưu cầm đầu, từ đó có tác dụng răng đe đối với số đối tượng khác và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, lực lượng công an hải quan biên phòng quản lý thị trường tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ban chỉ đạo 389 các địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về buôn lậu thuộc địa bàn quản lý, để ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, dân chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, kiên quyết đấu tranh không để phát sinh điểm nóng, gây bức xúc dư luận xã hội. Chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quân chúng nhân dân ở khu vực biên giới, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, chung tay cùng các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Canada và Takeo, Campuchia trong quản lý biên giới, nhất là công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và công tác phòng chống buôn lậu, dân chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thưa quý vị, với những điều kiện thuận lợi, cùng tính năng động sáng tạo, nhạy bén với cái mới và ham học hỏi của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng mang lại những kết quả thiết thực. Năm năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ thành phố Châu Đốc. Các mô hình như hũ gạo tiết kiệm, mỗi đoàn viên một thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phong trào ống heo giúp bạn, hũ gạo tình thương thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên. Qua đó, đã thu được trên 61 triệu đồng và 1,2 tấn gạo, 186 thẻ bảo hiểm y tế. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được thể hiện rõ nét trong tháng thanh niên và mùa hè tình nguyện với sự sôi nổi nhiệt tình hăng hái tham gia của các bạn đoàn viên thanh niên như tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với nhiều hoạt động như hội thi thanh niên với gian quá giao thông, rung chuông vàng, hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông với 18 đội hình, 239 đoàn viên thanh niên tham gia. 5 năm qua, đã cất mới 43 căn nhà nhân ái, tổ chức 7 sân chơi thanh thiếu nhi, tặng 62 đèn năng lượng, thực hiện công trình thắp sáng biên cương, tổ chức 43 đợt khám bệnh miễn phí cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bê tông sân trường tiểu học Chu Văn An và Lương Thế Vinh, tặng gần 1.200 phần quà cho gia đình chính sách, tổng kinh phí thực hiện trên 3,6 tỷ đồng giai đoạn 2017-2022, các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động thực hiện hơn 200 công trình phần diệt thanh niên, trị giá trên 3 tỷ đồng theo yêu cầu thực tiễn của địa phương và đặc thù công tác như trồng trên 35.300 cây xanh qua các loại, xây dựng 35 đoạn đường xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, dân động hiến 2.441 đơn vị máu, phối hợp tặng trên 3.600 phần quà cho người dân, nhân đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao các cơ sở đoàn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như đảm nhận thực hiện các đoạn đường an toàn giao thông xanh sạch đẹp an toàn làm hàng rào cây xanh cột cờ thẳng tắp thực hiện các tuyến đường văn minh đô thị nông thôn mới tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo tháng 3 biên giới tôi yêu tổ quốc tôi với nhiều công trình hưởng ứng như tặng đèn năng lượng cây nước nóng lạnh nhiều yếu phẩm máy bơm nước cho cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác bảo vệ đường biên cột mốc trị giá trên 200 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ trực tại các trạm, chốt, kiểm soát dịch, lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng, tổ truy vết, tổ trực tại các khu cách ly tập trung, có trên 160 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ tiêu thụ 12 tấn nông sản cho nông dân, phối hợp quỹ ban nhân dân, phường xã và các ngành liên quan, thành lập 7 gian hàng không đồng, hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội qua đó hỗ trợ trên 126.200 lượt hộ dân với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng, phối hợp thành lập 45 tổ mua hàng quá thiết yếu với 510 thành viên, đã mua gần 67.400 đơn hàng với tổng chi phí trên 44 tỷ đồng. Cùng với toàn tỉnh, tuổi trẻ thành phố Châu Đốc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, đồng hành, thanh niên trong học tập với nhiều hoạt động cụ thể, linh hoạt sáng tạo, đã trao 360 suất học bổng, hơn 6.800 tập, tặng gần 3.300 phần quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 63 học sinh 200.000 đồng một em một tháng, tặng 29 góc học tập, 326 suất học bổng, tổng trị giá trên 820 triệu đồng, hỗ trợ 298 học sinh gia dốn với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng, tổ chức tốt các hoạt động tiếp sức mùa thi, kỳ thi tuyển sinh 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, với khẩu hiệu hành động khắc vọng đoàn kết tiên phong sáng tạo phát triển nhiệm kỳ 2022-2027, thành đoàn Châu Đốc tiếp tục phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng thành phố Châu Đốc là đô thị du lịch thông minh hiện đại, đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, tháng 7 cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng biết ơn sâu sắc, lớp lớp cha anh đã hy sinh xương máu để đất nước có được sắc xanh hòa bình hôm nay. Hơn ai hết, những công dân đất Việt hôm nay cần phải biết trân quý giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc được đánh đổi bởi máu xương bao thế hệ cha ông qua những cuộc trường chinh giữ nước. Với những hành động cụ thể để tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, gia đình có công cách mạng hy sinh vì dân vì nước chiến tranh đã qua đi nhưng tất cả chúng ta những người dân việt nam không lúc nào quên đi những mất mát những nỗi đau mà chiến tranh để lại những người còn sống hay những người đã nằm xuống nhưng những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được thế hệ những người việt nam tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở qua độc lập kết quả tự do chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc dễ dàng giống nòi họ chết cho tổ quốc sống mãi tinh thần của họ luôn sống với non sông việt nam vì tổ quốc vì nhân dân rất nhiều người con của đất nước trong đó có những người tuổi đời mới 19 đôi mươi đã gạt lại phía sau những hạnh phúc riêng tư những trang sách gián đường để lên đường đấu tranh vì độc lập tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước như Nguyễn Giang Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Đăng Sơn, Đặng Thùy Trâm và rất nhiều người đã hy sinh hay để lại một phần thân thể nơi chiến trường vì lý tưởng cao đẹp. Trước lúc đi xa, trong di chúc bác hồ căn dặn, đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương cần dựng, dường qua và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta đối với cha mẹ vợ con thương binh liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ công ăn việc làm thích hợp quyết không để họ bị đói rét đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình đảng chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chúng ở yên ổn đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Tháng 7 là dịp tri ân mà việc tri ân không chỉ một tháng, một ngày mà nhiều năm qua, đó là việc làm thường xuyên liên tục của các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể với hàng loạt chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, giàu ý nghĩa. Các thế hệ cha ông, những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, gia đình có công cách mạng đã sẵn sàng công hiến khi tổ quốc cần tri ân tinh thần hy sinh cao cả đó chính là trách nhiệm, tình cảm mà các thế hệ hôm nay và mai sau cần thấu hiểu một cách sâu sắc nhất có thể. Tri ân cũng chính là để giáo dục truyền thống, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, những thế hệ sinh ra và trưởng thành khi đất nước đã lặng im tiếng súng, quê hương sạch bóng quân thù. Thông qua những hoạt động tri ân hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thế hệ trẻ càng thấu hiểu thêm lịch sử oai hùng của dân tộc, thấu hiểu thêm những mất mát đau thương mà cha ông đã trải qua, đã công hiến để giành lấy bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Thấu hiểu để xác lập trách nhiệm, học tập, rèn đức luyện tài và phát huy truyền thống, công hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Những hy sinh anh dũng nơi chiến trường hay tham lặng giữa thời bình của các thương binh, luôn là những tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay học tập về tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm. Thế hệ hôm nay không trải qua những năm tháng khó khăn đó mà được nghe kể lại từ trong gia đình, trường học qua những câu chuyện giản dị, gần gũi do cha mẹ, thầy cô kể lại cho con cháu, học sinh nghe, có lẽ là tốt nhất để thế hệ sau thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về truyền thống của dân tộc. Qua đó, phải luôn giữ gìn quý trọng hơn nữa những thành quả mà thế hệ cha ông ta đã đánh đổi. Cứ mỗi năm, dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, quân khu 9, tỉnh Quỹ, Quỹ ban nhân dân tỉnh, tỉnh đội An Giang và đội K93 lại trang trọng làm lễ cải tán những liệt sĩ được đội quy tập trong năm. Những giọt nước mắt của các gia đình nhận được người thân của những đồng đội từng chung chiến hào, nay đoàn tụ trên đất mẹ dù ở hai thế giới khác nhau nhưng chăn quà hạnh phúc. Dự những buổi lễ này, một người trẻ như tôi mới hiểu được rằng mỗi tất đất quê hương, mỗi làng quê yên bình, mỗi mái nhà hạnh phúc đã được đánh đổi bằng máu, nước mắt, sinh mệnh của biết bao những người ông, người cha, người chồng, người con đã đang còn nằm lại đâu đó trên đất Việt Nam và cả trên những miền đất nước bạn xa xôi. Và bao giờ hơn hết, mỗi người chúng ta hôm nay hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đúng nơi, đúng chỗ, không nên mất bình tĩnh để kẻ xấu lợi dụng, mà hãy luôn giữ vững niềm tin vào những quyết định sáng suốt đúng đắn của đảng và nhà nước, chăm lo chu đáo, toàn vẹn cả vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân họ chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đền ơn đáp nghĩa, mãi mãi là tình cảm và đạo lý cao đẹp của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe bài tháng 7 tri ân, đền ân đáp nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.